Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Ford Territory, chiếc xe crossover cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi của bên Ford. Và trong video ngày hôm nay, thời điểm dịp giữa của tháng 2 năm 2024, cũng là thời điểm dịp đầu xuân năm mới, nhiều khách hàng có thời gian xem xe, xem giá xe, cân đối nếu như đang có kế hoạch mua xe trong thời gian tới, xem là với số tiền chúng ta đang có nó phù hợp với cái chiếc xe nào, với phiên bản nào. Và trong cái video ngày hôm nay, đó là Ford Territory, một cái chiếc xe mà hiện tại ở trong phân khúc cỡ C gầm cao 5 chỗ, nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Mazda CX-5, nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Hyundai Tucson, đều cũng là những chiếc xe rất phổ thông. Với cái dòng xe Ford Territory này, hiện tại đang có 3 sự lựa chọn. Một là phiên bản Trend, hai là phiên bản Titanium, và phiên bản đắt tiền nhất là Titanium X. Cả 3 phiên bản này nó đều sử dụng là máy 1.5 turbo, sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp số anh chị nhé. Ưu điểm của Ford Territory là một cái chiếc xe mà có kiểu dáng thiết kế nhìn bên ngoài cũng khá là trường xe, bên trong thì cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Và ngoài ra nữa thì option của Ford Territory không thua kém bất cứ chiếc xe nào ở trong cái phân khúc này. Vậy thì tại thời điểm này, dịp đầu xuân, từng phiên bản có mức giá bán giảm tiền mặt cũng như là lăn bánh mới nhất như thế nào thì Top Car VN xin phép cập nhật để anh chị chúng ta xem xét và cân đối. Mình cập nhật ở đây tất cả các phiên bản, các xe đều là sản xuất năm 2024 rồi anh chị nhá. Xe 2024 anh chị ạ. Đầu tiên là phiên bản Trend, phiên bản thấp tiền nhất, tầm tiền dễ tiệm cận nhất khi mà quan tâm về chiếc xe này. Giá niêm yết của nó là 822 triệu. Xe sản xuất 2024 sẽ giảm cho quý anh chị các bạn là 55 triệu đồng tiền mặt nhá. 55 triệu đồng. Giá bán còn lại của nó là 767 triệu. Với mức giá này thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 852 triệu. Ở Hà Nội là 889 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 872 triệu đồng. Anh chị ạ, tỉnh là 852, Hà Nội là 889 và thành phố Hồ Chí Minh là 872 theo phương án trả thẳng. Nếu như mà so sánh ở trong phân khúc với phiên bản này cũng giá cũng xem với Tucson bản tiêu chuẩn, cũng là phiên bản thấp tiền nhất của Hyundai Tucson. Nếu như mà mua trả góp của Ford Territory bản Trend này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 240 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 275 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 260 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 240, Hà Nội là 275 và thành phố Hồ Chí Minh là 260 theo phương án trả góp. Phía trên bản Trend đó là Ford Territory phiên bản Titanium thường. Titanium thường là một chiếc xe bản giữa với mức giá niêm yết của nó đang là 909 triệu, 909, giảm tiền mặt 65 triệu, xe sản xuất 2024, giá còn lại 844 triệu. Với mức giá này, lăn bánh tỉnh 938 triệu, lăn bánh Hà Nội là 976 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 958 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 938, Hà Nội là 976 và thành phố Hồ Chí Minh là 958 theo phương án trả thẳng. Trả góp của Titanium thường này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 263 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 301 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 283 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 263, Hà Nội là 301 và thành phố Hồ Chí Minh là 283 theo phương án trả góp. Phía trên bản Titanium thường là Titanium X, phiên bản đắt tiền nhất, đầy đủ option nhất của Ford Territory. Bản Titanium X này với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 954 triệu đồng, 954 triệu. Hiện tại bản này đại lý đang giảm về tiền mặt là 60 triệu anh chị nhá. Xe cũng là 2024 luôn. Giá xe còn lại là 894 triệu đồng. Vậy thì Titanium X này lăn bánh ở tỉnh là 991 triệu. Ở Hà Nội là 1 tỷ 029 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ 011 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 991, ở Hà Nội là 1029 và thành phố Hồ Chí Minh 1011. Nếu như các bạn mà mua trả góp bản X này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 276 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 314 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 296 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 276, Hà Nội là 314 và thành phố Hồ Chí Minh là 296 theo phương án trả góp.
Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn, 3 chương trình khuyến mại của Ford Territory. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ phân khúc cỡ C, xe đều là sản xuất năm 2024. Thực ra thời điểm này thì hầu hết là các xe cũng 2024 hết rồi. Tucson cũng là 2024 hết rồi. CX-5 cũng là 2024 hết rồi. Thời điểm năm ngoái gần như là xả bằng sạch, cho nên là bây giờ sẽ là cái date, cái VIN xe sẽ là mới nhất 2024. Vậy thì nếu anh chị chúng ta đang quan tâm, đang theo dõi ở cái phân khúc cỡ C này, mà nếu như quan tâm cụ thể về Ford Territory này, cần xem xe, lái thử, trải nghiệm, cảm nhận thực tế, thì nhờ quý chị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118, quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.